các bạn ngày hôm nay thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2019 kính mời các bạn xem bản tin ô nhiễm nhất thế giới Hà Nội Hà Nội xếp vào bảng tử thần. Vâng thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến rất nhiều những thông tin về việc không khí tại Hà Nội nước và nhiều vấn đề khác đã bị ô nhiễm nghiêm trọng và dẫn đến sức khỏe của người dân ở đây hiện nay đang xuống cấp một cách trầm trọng và chính thức Ngày hôm nay, Hà Nội đã bị quốc tế xếp vào bảng tử thần với mức độ ô nhiễm hàng đầu thế giới. Đây là thông tin mà báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải về sự việc nghiêm trọng này. Hà Nội đứng đầu vào bảng các thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Hà Nội đứng thứ 12 trong số những thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, trong khi đó Việt Nam ở vị trí thứ 17 trong số những nước ô nhiễm nhất thế giới theo World Air Quality Reporter của IQAir. Báo cáo trên được dựa trên dữ liệu của năm 2018 do IQAir tổng hợp. Các chỉ số cũng thấy có xu hướng ô nhiễm không khí lan rộng ở các nước châu Á, nghiêm trọng nhất là các nước Nam Á như Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh. Tất cả các xếp hạng này dựa theo chất lượng không khí trung bình mỗi năm. Vì có sự khác nhau giữa các quốc gia này về mặt mật độ, các trạm đo và tính minh bạch của dữ liệu, các số liệu thống kê phải được cân nhắc một cách thận trọng, nhưng chúng chắc chắn chỉ ra một xu hướng chung là như vậy. Và với vị trí thứ 12, Hà Nội là một trong những thủ đô ô nhiễm hàng đầu của thế giới và các bạn để gần lại các bạn sẽ thấy những hình ảnh rất quen thuộc, đó là những người Việt Nam đi xe máy trong những thủ đô Hà Nội và Sài Gòn và nhiều nơi khác. Và ở đây họ phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, những chiếc khẩu trang như thế này thì không thể ngăn được bụi mịn, tức là PM 2.5 vì nó rất nhỏ. Và với thứ hạng ô nhiễm đến mức nguy hiểm như vậy thì Hà Nội đã trở thành nơi không nên sống và nhiều người nước ngoài đã tìm cách chuyển đi khỏi Hà Nội trong thời gian tới. Và đây là uh, hình ảnh biểu đồ uh, các thủ đô ô nhiễm nhất thế giới đã được uh, quốc tế đăng tải. Đây là đánh giá theo tỷ số trung bình của loại hạt siêu uh, mịn PM2.5 hàng năm. Đứng đầu tiên, ô nhiễm nhất thế giới là thủ là đôi Delhi tại Ấn Độ. Tiếp theo, thứ hai là Dhaka ở Bangladesh. Thứ ba là Kabul Afghanistan, thứ tư là Manama ở Bahrain, thứ năm là Ulaanbaatar ở Mông Cổ, thứ sáu là Kuwait City, thứ bảy là Kathmandu, thứ tám là Bắc Kinh, tức là thủ đô của Trung Quốc, thứ chín là Abu Dhabi, thứ mười là Jakarta, thứ mười một là Kampala, tức là ở Uganda và thứ mười hai là thủ đô Hà Nội và cuối cùng là Islamabad ở Pakistan. Thì như vậy với bảng đánh số như thế này, để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ hình ảnh của thủ đô Hà Nội đã nằm ở số 12 và điều này cực kỳ nguy hiểm khi dựa trên những đánh giá về chất lượng không khí một cách tệ hại như thế này thì những cái nhà đầu tư sẽ khó khăn khi lựa chọn Việt Nam là nơi để có thể phát triển những cái kinh doanh của mình vì rõ ràng những cái nhân viên và đến đó họ cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi sống trong môi trường một cách rất nguy hại như vậy. Và khi xếp hạng các quốc gia ô nhiễm thì Việt Nam cũng bị đưa vào bảng tử thần với nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thê thảm này. Thì đây là cái xếp hạng về quốc gia. Việt Nam có giống Ấn Độ nơi tồi tệ hơn Trung Quốc hay không? Ô nhiễm ở các khu vực thành thị thường do nhiều yếu tố khác nhau chủ yếu là giao thông, nhà máy điện, đốt nhiên liệu hóa thạch và các ngành công nghiệp nặng. Điều khác biệt giữa Trung Quốc và Ấn Độ là ở Ấn Độ vẫn còn rất nhiều tình trạng đốt dơm dạ khi nông dân muốn dọn sạch cánh đồng của họ. Việc đốt cánh đồng thường diễn ra vào mùa thu. Và sau đây là bản xếp hạng các quốc gia có mức ô nhiễm nghiêm trọng nhất trên thế giới. Bangladesh là ô nhiễm nhất thế giới. Thứ hai là Pakistan, thứ ba là Indian tức là Ấn Độ, thứ tư là Afghanistan, thứ năm là Bahrain, thứ sáu là Mông Cổ, thứ bảy là QS, thứ tám là Nepal, thứ chín là uh, các nước uh, vùng vịnh. thứ 10 là Nigeria, thứ 11 11 là Indonesia và Trung Quốc xếp thứ 12. Việt Nam xếp thứ 17. Sri Lanka 18 và Thái Lan 23. Thì như vậy là Việt Nam bây giờ ô nhiễm hơn cả Thái Lan và nếu để gần lại chúng ta sẽ thấy rõ cái hình ảnh của các đánh giá này hết sức công khai và minh bạch. Và với những đánh giá như vậy thì rõ ràng là ngành du lịch của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì khi đến một quốc gia và họ thấy cái biểu đồ này thì rõ ràng là sẽ có những cái cân nhắc và có thể họ sẽ lựa chọn đi những quốc gia khác có môi trường không khí tốt hơn. Thì đây là cái điều mà chính phủ Việt Nam nên cân nhắc trong thời gian tới, cần phải có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để cải thiện cái không khí cũng như môi trường cho trên 90 triệu người dân Việt Nam. Và tất nhiên, theo như nghiên cứu thì thói quen đốt rơm dạ của người dân Việt Nam dường như là nguyên nhân chính dẫn đến sự ô nhiễm một cách nghiêm trọng ở đây. Và thông tin tiếp theo được đăng tải như sau. Tình trạng này y hệt như những gì đã diễn ra ở Việt Nam trong những tháng vừa qua. Trong đợt ô nhiễm gần đây, nguyên nhân chính dường như là do đốt rơm dạ trợ lý giáo sư Thomas Smith của trường kinh tế London đã nói như vậy. Đó là một điều mà Trung Quốc đã giải quyết. Tất cả việc đốt dâm dạ đã bị cấm, chấm dứt hoàn toàn. Thì như vậy là riêng Trung Quốc họ đã cấm được cái điều này. Nhưng Việt Nam thì không làm được, chưa làm. Và bạn không thể đánh giá thấp tác động của việc đốt dâm dạ mặc dù mọi người thường chỉ nghĩ về ô tô và công nghiệp nặng là nguyên nhân. Nhưng tình hình của Ấn Độ cũng giống như Hà Nội trở nên tồi tệ hơn bởi không khí lạnh mùa đông lạnh tù động hơn khiến các bụi mịn ô nhiễm động lại trở nên tồi tệ hơn đối với sức khỏe con người. Giáo, thư, giáo sư Smith cũng chỉ ra rằng trong khi Ấn Độ chủ yếu có thái độ phản ứng, Bắc Kinh đã có xu hướng chủ động và phòng ngừa hơn để cố gắng ngăn chặn các vấn đề xảy ra ngay từ đầu. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ đây là hình ảnh thu gom rác của người Việt Nam và họ đã đốt rác ở những cái khu vực như vậy và điều này cũng gây nên cái rất nguy hiểm vì sinh ra rất nhiều loại bụi mịn và siêu mịn và ảnh hưởng đến sức khỏe của những người dân xung quanh. Và các hạt bụi cực mịn gọi là PM2.5 đã chui và len lỏi vào tất cả các cơ quan nội tạng của hàng triệu người dân Việt Nam đang sống tại Hà Nội, Sài Gòn và nhiều thành phố có mật độ dân cư đông đúc của Việt Nam. Nó tàn phá cơ thể bằng việc phát sinh ra nhiều loại bệnh tật, bệnh, cái bệnh tật nan y và rất khó chữa khác nhau. Và để gần lại chúng ta sẽ thấy rất rõ là ô nhiễm tác động lên sức khỏe ra sao. Mức độ ô nhiễm được phân loại bằng cách đo mức độ các hạt nguy hiểm trong không khí. Kết quả sau đó được phân loại theo thang điểm từ tốt đến nguy hiểm. Tác động của ô nhiễm là khác nhau đối với mỗi người. Tiến sĩ Christian của Đại học New New Zealand giải thích như vậy. Đây là loại hạt bụi mịn PM2.5 nhỏ cỡ nào tức là với nếu so sánh với tóc người chúng ta sẽ thấy tóc người thì từ 50 đến 70 micromet. Còn hạt à, bụi mịn thì chỉ có 2,5 micromet mà thôi. Tức là nó rất nhỏ và với cái kích thước như vậy thì nó có thể xâm nhập vào tất cả các bộ phận cơ quan của uh, nội tạng của Việt, uh, của con người và thậm chí là ngấm vào máu và điều đó sẽ gây tác hại rất lớn đối với uh, sức khỏe của hàng triệu người dân đang sống tại Hà Nội, Sài Gòn và các thành phố khác của Việt Nam. Những bệnh nguy hiểm mà hàng trăm nghìn người Việt Nam đang dần dần mắc phải vì hít phải các loại uh, bụi mịn là PM2.5 đã được thống kê như sau. Đây là hình ảnh uh, của uh, các ảnh hưởng đến sức khỏe của loại hạt bụi mịn này. Thứ thứ nhất là nó có thể dẫn đến đột quỵ đột quỵ là một cái bệnh ở Việt Nam rất nhiều người bị nhiều khi chỉ vừa qua giấc ngủ mà cuối cùng buổi sáng dậy không thấy tỉnh nữa thì đấy là bị đột quỵ thứ hai là ung thư phổi và cũng là bệnh khó chữa và rất tốn kém và thứ ba là bệnh tắc nghẽn phổi kinh niên rồi nhiễm trùng hô hấp cấp tính cũng rất nguy hiểm và bệnh tim thiếu máu cục bộ cũng rất nguy hiểm và một số người phàn nàn về việc khó chịu ở mắt, cổ họng, bị nặng thêm các triệu chứng khó khè ở cổ họng và hen suyễn, ho chắc chắn cũng là một triệu chứng rất phổ biến, ngay cả ở những người không bị hen. Thì đây là cái triệu chứng của những cái ô nhiễm không khí tại Hà Nội và Sài Gòn. Và tất nhiên là những người già bị bệnh, những người rất trẻ và những người mắc các bệnh về đường hô hấp đã có từ trước hay các vấn đề về tim. Ờ, bà giải thích rằng việc ngay cả việc tiếp xúc với không khí ở mức độ không tốt cho sức khỏe hay mức độ tệ hơn có thể gây ra cơn hen suyễn hoặc làm gia tăng nguy cơ đột quỵ. Tiếp xúc càng lâu rủi ro càng lớn. Và các cách để bảo vệ bản thân thì khá hạn chế. Thì rõ ràng là với những cái chia sẻ này của quốc tế, đây là cái nguồn của Greenpeace tại Mỹ đã chia sẻ thì rõ ràng là rất nguy hiểm với sức khỏe của người dân và khi những hạt bụi mịn đó kể cả khi các bạn sống trong những căn nhà rất hiện đại nhưng những hạt bụi đó nó vẫn len lỏi vào trong những căn nhà như vậy và tiếp tục các bạn hoặc người lớn hoặc trẻ em hoặc người già hít phải và sau đó nó tích tụ dần trong cơ thể và trở thành những loại bệnh mà không thể chữa được. Và không khí tại Hà Nội và Sài Gòn và các thành phố lớn của Việt Nam thường xuyên bị ngâm trong lớp bụi mịn cực nguy hiểm PM 2.5 và đây cũng là thống kê của tổ chức này. Chỉ số chất lượng không khí, thang đánh giá điểm, chỉ số PM 2.5 và ảnh hưởng nó đến sức khỏe thì nó có rất nhiều chỉ số khác nhau thì trong đó có tốt là màu xanh và trung bình là màu tím và có hại là màu đỏ và nguy hại là màu vàng da cam và rõ ràng chúng ta đã thấy uh, tại Việt Nam thì rất có hại tức là cái mức màu tím này rất có hại thì thường xuyên là các không khí ở Hà Nội và Sài Gòn và nhiều thành phố lớn của Việt Nam đã bị nằm ở mức 150 đến 250 là màu tím và như vậy thì rõ ràng thì người dân Việt Nam sẽ sẽ rất nhiều người bị, bị bệnh và điều đó uh, rất cần phải suy nghĩ để có thể có biện pháp tốt hơn để phòng tránh cho người dân uh, cũng như là triệt để tìm biện pháp để giảm thiểu những loại hạt bụi mịn nguy hiểm này đối với sức khỏe của người dân. Và đây là dự báo bụi mịn uh, loại PM 2.5 của Hà Nội uh, trong 3 ngày tới tất cả đều có màu đỏ chót với chỉ số tới ngưỡng rất nguy hiểm cho sức khỏe của hàng triệu người dân đang phải hít thở thứ khí độc hại này. Và chúng tôi cũng đã in cái bản này ra thì thấy rất rõ ràng Hà Nội thì các bạn cũng đã thấy ngay giờ giờ này thì chỉ số là 176 tức là rất nguy hiểm màu đỏ. Và tới những cái ngày tiếp theo theo dự, dự báo của những hệ thống quan trắc thì thấy rằng là thứ sáu thứ bảy và Chủ nhật tất cả ba ngày này đều từ 151 đến 200 và đều đỏ chót như thế này thì như vậy rõ ràng là các bạn thấy là rất nguy hiểm. Và với những cái đánh giá như vậy thì người dân chỉ còn cách là ở nhà, không được đi đâu và đeo khẩu trang ngồi ở nhà đợi. Nhưng mà điều đó thì rất khó đối với cả người dân Việt Nam vì họ cũng phải có những cuộc sống và họ phải sinh hoạt cũng như làm việc nhiều việc khác. Và với chỉ số không khí rất độc hại đang diễn ra tại Hà Nội và các thành phố khác ở Việt Nam, người dân không thể tự làm như khuyến cáo của chính phủ Việt Nam tức là ở nhà và đeo khẩu trang đợi ô nhiễm giảm xuống mới được ra đường vì họ còn phải có sinh hoạt và phải mưu sinh ở ngoài đường và đặc biệt có những người phải lao động bên ngoài đường rất uh, độc hại đây là hình ảnh của những người dân Việt Nam đang phải chịu cảnh nóng bụi khi họ di chuyển trên đường đi và các bạn thấy rất rõ rằng có cả trẻ em và đeo những khẩu trang rất mỏng như thế này thì không có tác dụng gì đối với những bộ, loại hạt bụi uh, siêu siêu mịn cả và có lời khuyên nên ở trong nhà giảm tập thể dục và đeo khẩu trang nhưng ở nhiều nơi nghèo hơn trên thế giới không có lựa chọn nào trong số này thực sự hiệu quả với người thường đó là không khí độc hại David Taylor giáo sư về thay đổi môi trường nhiệt đới tại Đại học Quốc gia Singapore đã nói như vậy nó hẳn phải rất khó chịu đặc biệt là nếu bạn phải làm việc bên ngoài và nếu bạn phải làm ở những công việc đòi hỏi khá nhiều năng lượng nó giống như tập thể dục cường độ cao khi bạn đi đơn thuần đi dạo bên ngoài và tùy thuộc vào loại ô nhiễm, có khi bạn cũng có thể ngửi thấy nó trong không khí. Có nghĩa là khi mà cái người dân lao động hoặc những người làm việc bên ngoài trời ở cái thời điểm này, họ phải dùng năng lượng rất nhiều, tức là họ phải hít thở khơi không khí rất nhiều và càng hít thì cái bụi mịn nó càng vào phổi nhiều và vào uh, các cơ quan nội tạng bên trong càng nhiều và tất nhiên điều đó sẽ dẫn đến bệnh tật uh, càng nhanh uh, phát lên và càng nặng hơn và cùng Cùng với thời điểm này thì tại Anh không khí lại khác hẳn với biểu đồ màu xanh tràn ngập mà chúng ta uh, tôi cũng chúng tôi cũng vừa đăng uh, tải và chia sẻ thêm để các bạn cùng biết. Đây là biểu đồ không khí tại uh, Anh tức là tại London uh, và các bạn sẽ thấy chỉ số rất thấp chỉ 38 thôi và dưới thì trong cả 3 ngày tới từ thứ sáu thứ bảy và chủ nhật tất cả đều màu xanh hết và đây là không khí của những nước uh, tư bản uh, chủ nghĩa và um, khác với các nước xã chủ nghĩa như Việt Nam là màu đỏ và thế chúng ta có thể tự so sánh và biết rằng là chúng ta nên sống ở đâu và ở đâu để không nên sống và hiện nay Việt Nam vẫn nằm dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản với người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang cố ép đất nước tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội và bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa có lẽ đã quá nôn nóng và thiếu kiến thức chỉ với mục đích tăng trưởng kinh tế thật nhanh và bỏ qua con đường môi trường và xã hội. Nên giờ đây, trên 90 triệu người dân Việt Nam đang phải lãnh hậu quả khủng khiếp nhất, đó là sức khỏe của nhân nhân dân đã đang và sẽ tiếp tục bị tàn phá trong nhiều thế hệ. Điều này phải dừng lại và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cần phải thay đổi. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Xuân Khoa thầy Bảo.D. Các bạn hãy bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và hãy bấm nút theo dõi Facebook và Youtube của Thời báo .de để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.